Số nạn nhân trong trận động đất có độ lớn 6,1 ở miền đông Afghanistan đã lên đến hơn 1.000 người thiệt mạng và 1.500 người bị thương. Hiện Liên Hợp Quốc đã chuyển khoảng 10 tấn trang thiết bị y tế cần thiết tới nước này. Ngay trong ngày hôm qua, Iran đã điều 2 máy bay chở hàng cứu trợ đến Afghanistan. Pakistan thông báo gửi đồ viện trợ nhân đạo đến Afghanistan, trong đó có chăn, lều, thuốc men. Hàn Quốc tuyên bố viện trợ nhân đạo 1 triệu đô la Mỹ. Mỹ, Liên minh châu Âu và Nga đều thông báo sẵn sàng hỗ trợ Afghanistan khắc phục hậu quả động đất. Nỗ lực cứu hộ đang đối mặt với nhiều khó khăn như mưa lớn, sạt lở đất và nhiều ngôi làng ở những khu vực sườn đồi không thể tiếp cận.